Các bạn đang nghe truyện đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 1359, Mai Phục. Một, Phó tướng đại nhân, đám người này rất lợi hại, bọn hắn có được lượng lớn quân nỏ, chúng ta không chặn được bọn hắn, người bị bọn hắn cứu đi rồi. Ừm, ta biết rồi. Ngụy Vũ đối với người bị cứu đi, cũng không quá tức giận. Ngụy Vũ quay đầu nhìn chầm chầm thanh y sứ trịnh thiên thành, nói, xem ra ngươi nói không sai, chu hùng kia quả nhiên là cùng một bọn với tặc quân một lần này ngụy vũ bắt mã đại lực chỉ là một cái thăm dò cố ý mà thôi người tứ phương các nói đám người trương đại lang chu hùng là tặc nhân trà trộn vào tả kỵ quân trong lòng hắn là rất giật mình đối phương thân ở địa vị cao nếu lầm sẽ đắc tội người ta tới chết ở lúc chưa làm rõ tình huống hắn cũng sẽ không bị người ta dễ dàng lừa dối đi đắc tội với người khác cho nên hắn bắt mã đại lực muốn thử chu hùng này một phen quả nhiên vừa bắt mã đại lực chu hùng liền chạy đến yêu cầu hắn thả người tuy lời nói là ngay thẳng đường hoàng nhưng mục đích cuối cùng vẫn là thả người hắn từ chối đối phương hơn nữa cố ý vô tình lộ ra người nhốt ở nơi nào quả nhiên trời vừa tối đối phương đã trực tiếp tới cứu người rất hiển nhiên chuyện chu hùng và tặc quân là cùng một bọn là đúng tám chín phần mười nghĩ đến tạc nhân bọn chu hùng không chỉ trà trộn vào tả kỵ quân còn ở địa vị cao sau lưng hắn dâng lên một luồng khí lạnh nếu là bọn họ không phát hiện vậy về sau đông nam tiết độ phủ chẳng phải là sắp bị tạc nhân chiếm đoạt ngụy tướng quân tôn tướng quân các ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng lời ta nói rồi chứ thanh y sứ trịnh thiên thành có chút hưng phấn nói chúng ta bây giờ chỉ cần liên thủ mang đám tạc nhân này bắt toàn bộ mà nói nhất định là một công lớn đám người trương đại lang này là tặc nhân bọn hắn bị bắt vậy đến lúc đó tả kỵ quân chính là hai vị các ngài nắm giữ ngụy vũ cùng tôn chí hổ nhìn nhau một cái đều cảm xúc có chút tăng vọt cái này gọi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng họ lúc trước muốn trương đại lang bị tặc quân đánh bại không hoàn thành quân lệnh trạng sẽ bị mất chức đến lúc đó hai vị phó tướng bọn họ liền có thể nắm giữ thực quyền nhưng trên thực tế tả kỵ quân liên tục chiến thắng khiến hy vọng của bọn họ thất bại lúc này mới ép bọn họ vội vàng đến hải châu hy vọng có thể nhặt một chút cơm thừa canh cặn hôm nay kinh hỷ lớn hơn nữa đã bày ở trước mặt bọn họ trương đại lang này thế mà lại là trương vân xuyên là tướng cướp lớn nhất của đông nam tiết độ phủ nếu hạ gục trương đại lang vậy bọn họ không chỉ nắm giữ tả kỵ quân, nhất định còn sẽ nhận được tiết độ sứ đại nhân trọng dụng, tiền đồ không thể hạn lượng. Được, chúng ta liên thủ. Ngụy Vũ biết, lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối khó có thể đối kháng với Trương Đại Lang. Nhưng có tứ phương các giúp sức, nhất định có thể đánh Trương Đại Lang một cái không kịp trở tay. Ngoài thành Hải Châu, kiêu kỵ doanh giáo ý từ kính dẫn theo một đội kỵ binh giả ý thăm dò tình hình tặc quân. Cộp cộp cột cộp 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 tiếng vó ngựa dồn dập vang lên một kỵ binh từ nơi xa lao nhanh tới kỵ binh đó giục ngựa chạy mãi tới trước mặt từ kính lúc này mới chợt ghìm ngựa chiến mã hí vang một tiếng đứng thẳng lên như người chuyện gì từ kính mở miệng hỏi móng trước của chiến mã nện thật mạnh ở trên mặt đất kỵ binh trên lưng ngựa ôm quyền nói từ đại nhân tham tướng đại nhân muốn ngươi lập tức quay về binh doanh hình như là đô đốc đại nhân bên kia có quân lệnh mới truyền đến. Ừm, ta biết rồi. Từ kính gật gật đầu, sau đó quay đầu bảo mọi người, đi, trở về. Các kỵ binh ùng ùng quay đầu ngựa lại, hướng về phương hướng tiền tuyến đại doanh của bọn họ lao nhanh đi. Ở trên nửa đường bọn từ kính quay về, một mũi binh mã ở dưới bụi cỏ cùng cây cối yểm hộ, đã ẩn nấp ở hai bên đường. Tứ phương các thanh y sứ trịnh thiên thành đứng ở trong rừng bên đường tứ phương các đã sưu tập rất nhiều chứng cứ đủ để chứng minh trương đại lang chính là trương vân xuyên một ít tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng đều xuất thân tạc nhân trên cửu phong sơn tứ phương các đã mang tin tức dùng bồ câu đưa tin cho giang châu bên kia tuy giang châu còn chưa có hồi âm nhưng tứ phương các thanh y sứ trịnh thiên thành đã không thể chờ nữa cái gọi là phú quý cầu trong nguy hiểm hắn cần mạo hiểm một lần nếu một lần này có thể mang đám người trương đại lang bắt được toàn bộ vậy chính là một công lớn, đủ để đổi lấy mấy chục năm phú quý. Đương nhiên, nếu bắt sai, đến lúc đó hắn nhắm chừng chỉ có thể chạy. Cũng may mấy năm nay đã kiếm đủ vàng bạc tài bảo, cho dù chạy trốn tới địa giới khác, cũng có thể là một phú ông gia. Đại nhân, bọn họ tới rồi. Một hán tử tứ phương cắt nhắc nhở, thanh y sứ trịnh thiên thành cũng thấy được khói bụi bốc lên cách đó không xa chỉ thấy mấy chục kỵ binh vây quanh kiêu kỵ doanh giáo úy từ kính đang dọc theo đường lớn tới đây một lát sau đám người từ kính chui vào trong mai phục của tứ phương các dừng đám người giáo úy từ kính thấy được trên đường lớn phía trước đột nhiên có một cái cây to đổ chặn đường đi của bọn họ sau khi thấy một màn như vậy từ kính vội ghìm ngựa các kỵ binh phía sau hắn cũng đều ghìm ngựa đè tay ở trên chuôi đao hướng về bốn phía cảnh giới ngay lúc này, đột nhiên trong rừng bên cạnh vang lên một tiếng chiên trống dồn dập. Giáo úy đại nhân, ngươi xem. Có mai phục. Cỏ hoang, bụi cây, tảng đá cùng trong rừng cây hai bên đường lớn đột nhiên toát ra rậm rạp bóng người. Những người này có kẻ mặc trang phục gọn gàng màu đen của tứ phương cát, cũng có người mặc áo giáp tả kỵ quân, còn có một số hán tử quần áo hỗn độn. Những người mặc áo giáp tả kỵ quân là phó tướng ngụy Vũ phân phối cho tứ phương cát, để giúp bọn họ bắt từ kính. Thấy một màn như vậy, đám người giáo úy từ kính hầu như là phản xạ có điều kiện rút ra mã đao sắc bén bên cạnh y ngựa. Đi! Nhìn thấy nơi đây thế mà có mai phục. Tuy không biết thân phận đối phương, nhưng từ kính không nghĩ ngợi, lập tức quay đầu ngựa lại muốn rời khỏi nơi này. Từ kính, ta là tứ phương các thanh y sứ trịnh thiên thành. Ngoan ngoãn xuống ngựa bó tay chịu trói, nếu không chúng ta bắn tên. Lúc này, thanh y sứ Trịnh Thiên Thành cũng đứng ở trên một chỗ dốc đất bên cạnh rừng cây lớn tiếng hô to. Từ kính nhìn thế mà lại là người tứ phương cắt phục kích bọn họ, trực tiếp không thèm để ý, hai chân đá bụng ngựa, muốn rời khỏi. Tứ phương cắt là cơ cấu quân tình trực tiếp nghe lệnh từ tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Bọn họ bây giờ mai phục mình, vậy khẳng định là bắt được nhược điểm gì, bằng không bọn họ không có lá gan này. Nếu rơi vào trong tay bọn họ, vậy khẳng định không có kết cục tốt. Cho nên bọn từ kính chẳng những không dừng lại, ngược lại từng người vung roi ngựa, muốn nhanh chóng rời khỏi. Thanh y sứ trịnh thiên thành nhìn bọn từ kính không nghe mình kêu gọi, ngược lại dục ngựa bỏ chạy, lập tức trên mặt hiện lên hung quang. Bắn tên, mang tạc nhân trà trộn vào tả kỵ quân đều bắn chết cho ta. Thanh y sứ trịnh thiên thành gấp giọng hạ lệnh. Nhân viên mai phục đã dương cung cài tên ùng ùng thả dây cung cùng bóp lẫy bắn, vù vù vù. Từng mũi tên từ mấy phương hướng bắn bao phủ về phía bọn giáo úy từ kính. Nghe được tiếng mũi tên xé gió, trong lòng giáo úy từ kính bây giờ tràn đầy hỗn độn. Hắn không biết rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Người của tứ phương các thế mà ở nơi này bố trí mai phục trước, muốn phục giết mình. Hắn tận khả năng mang thân thể nằm ở trên lưng ngựa, mũi tên vù vù không ngừng từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Phật A à mũi tên mạnh mẽ chui vào thân thể kỵ binh, kỵ binh kêu thảm một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã nhào, bốc lên một mảng bụi bặm. Phốt! Phốt! Đối mặt tứ phương các cung mạnh nỏ cứng bắn, kỵ binh bên người từ kính không ngừng có người kêu thảm ngã ngựa. Có kỵ binh tháo xuống nỏ cầm tay trên đầu vai, ý đồ đánh trả. Nhưng vừa bắn chết một cung thủ tứ phương các đứng ở bên cánh rừng, hắn lập tức bị vài mũi tên bắn trúng, vẻ mặt thống khổ ngã nhào xuống ngựa. Cẩu đảng, cẩu đảng. Giáo úy Từ Kính nhìn thấy thân vệ cẩu đảng của mình bị bắn ngã ngựa, hắn vội gièm ngựa muốn trở về kéo gã dậy. Phốc phốc phốc. Nhưng không đợi hắn xoay người, lại có mấy mũi tên bắn đến, một lần này bắn trúng là con ngựa Từ Kính đang cưỡi. Ngựa trúng tên, phát ra tiếng hí thống khổ. Từ Kính trên lưng ngựa còn chưa làm ra phản ứng, ngựa bị đau đã bắt đầu chạy như điên, hất Từ Kính bay ra ngoài từ kính nặng nề ngã lăn xuống đất, cảm giác cả người đều như rời ra từng mảnh. Giáo úy đại nhân Nhìn thấy giáo úy từ kính ngã ngựa, vài tên kỵ binh lập tức xoay người xông trở về. Nhưng còn chưa lao tới trước mặt từ kính, đã trước sau bị bắn ngã nhào xuống ngựa. Lúc này, tiếng bước chân dày đặt vang lên. Từ kính bất chấp toàn thân đau đớn, dãy dụa đi nhặt lên mã đao mình đánh rơi ở cách mười mấy bước. Hắn giờ phút này người đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi. Hắn vừa cầm mã đao ở trong tay, chỉ thấy hơn 20 hán tử vẻ mặt dữ tợn đã từ bên đường nhảy ra, hướng về hắn vây giết đến. Cách đó không xa chỉ nghe tiếng chiến mã hí vang không ngừng, kỵ binh dưới trướng hắn cũng đều bị dây thừng cản ngựa sớm đã chuẩn bị sẵn làm vấp ngã xuống đất. Phi Từ kính nhổ ra một mụn nước miếng lẫn bùn đất. Hắn nắm chặt mã đao trong tay, nhìn chầm chầm hơn 20 hán tử đã bao vây hắn, ngực kịch liệt phập phồng, hắn từ một gã buông ngựa một đường thăng nhiệm làm giáo ý tả kỵ quân, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cho dù mỗi một lần lâm trận chém giết, bên cạnh hắn đều có không ít huynh đệ kỵ binh, nhưng một lần này lại không ngờ lật thuyền trong mương bị người ta phục kích ở nơi này. Lên, từ kính cùng những hán tử này dằn co không đến nửa phút, các hán tử này từng tên cầm đao liền lao về phía từ kính. Vết. Từ kính cũng chợt quát một tiếng, cầm mã đao chém giết với hán tử đánh về phía hắn. Khanh, Phật, Ken, A, từ kính một hơi chém giết ba người, nhưng trên người hắn cũng tăng thêm hơn 10 chỗ vết thương. Đặc biệt trên đùi hắn bị đâm một đao, máu tươi chảy như suối. Điều này làm hắn hầu như khó có thể đứng lại. Giết, các hán tử này nhìn ba đồng bạn nằm ở trên mặt đất, sau khi hơi đình trệ sau đó lại vẽ mặt đầy dữ tận lao về phía giáo úy từ kính. Lão tử liều mạng với các ngươi. Ken. Phật. Phật. Từ kính lại đâm chết một người, nhưng trên người hắn lại đã trúng không biết bao nhiêu đau. Hắn ý thức mơ hồ, hắn cũng không chống đỡ được nữa, thân thể sụi lơ ngã xuống đất. Đối mặt từ kính áo giáp toàn thân tàn phá còn muốn giải giụa, người tứ phương cắt cùa lên, loạn đao chém xuống, từ kính biến thành tựa như hồ lô máu. Hắn nằm ở trên mặt đất co giật hai cái, bị chém chết ngay tại chỗ. Giáo úy đại nhân. Cách đó không xa hơn 10 kỵ binh may mắn còn sống sót đang gào thét muốn lao tới, nhưng bọn họ cũng bị người tứ phương các nhân số chiếm ưu thế bao vây. Chỉ một lát sau, tiếng hô dết đã im bặt. Tả kỵ quân kiêu kỵ doanh giáo úy từ kính cùng với mấy chục kỵ binh dưới trướng hắn ở dưới tứ phương các cùng đám người phó tướng ngụy vũ phân phối lượng lớn nhân thủ phục kích, chết thảm ở trên đường cái. Ánh mặt trời sáng ngời, đoàn người tham tướng Chu Hùng, giáo úy Trịnh Trung đang chạy tới liễu thụ trấn. Tả kỵ quân phó tướng ngụy vũ phái người mời bọn họ đi dự tiệc, thuận tiện bàn bạc chuyện tấn công Hải Châu Thành. Phó tướng ngụy vũ và tôn chí hổ tuy không nắm thực quyền, lại trên danh nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp của bọn Chu Hùng. Đối mặt bọn họ mời, tham tướng Chu Hùng không có cách nào từ chối. Với lại, bọn Mã Đại Lực hơn ngàn huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân vừa quy phụ bởi vì Ngụy Vũ muốn thanh lý các đầu mục bọn Mã Đại Lực, bị ép một lần nữa phản ra ngoài. Nếu không phải tham tướng Chu Hùng ra tay, các đầu mục bọn Mã Đại Lực đã bị xử lý. Tuy một lần này Chu Hùng gấp gáp ra tay giúp đỡ, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ làm người ta hoài nghi hắn có cấu kết với Tạc Quân. Cho nên một lần này hắn dự tiệc, cũng là vì tiến hành một phen trấn an đối với đám người phó tướng Ngụy Vũ, sau đó chuẩn bị lấy Hải Châu thành, lại cho bọn họ một chút ngon ngọt. Hai người này tuy là vật biểu tượng, nhưng mặt mũi nên cho vẫn phải cho. Đám người tham tướng Chu Hùng khi còn chưa đến Liễu Thụ trấn, một đô úy Ngụy Vũ phái ra đã chủ động đến nghênh đón. Chu đại nhân một lần này tặc quân quy phụ lại phản bội, tướng quân nhà ta rất tức giận, ấm trà cũng đập vỡ mấy cái rồi. Đô úy kia sau khi chào đám người tham tướng Chu Hùng, hắn chủ động tiến đến trước mặt Chu Hùng nhắc nhở, còn xin Chu Đại Nhân các ngươi sau khi đến, cố gắng đừng nhắc tới việc chiêu hàng. Dù sao tướng quân nhà ta bây giờ còn đang nổi nóng, ai nhắc chuyện này hắn nổi nóng với người đó. Chu Hùng mỉm cười, có chút cảm kích nói, đa tạ huynh để ý tốt nhắc nhở, quay đầu ta mời ngươi uống rượu. Ai, Chu đại nhân không cần khách khí. Đô úy kia nói với Chu Hùng, ta đối với Chu đại nhân là rất kính nể. Tướng quân nhà ta nói, mấy ngày nữa bảo ta ở dưới trướng ngài nghe lệnh, đi theo ngài học tập cho tốt cầm quân như thế nào. Tham tướng Chu Hùng hơi ngẩn ra, sau đó cười ha ha nói, được nha, chỉ là ta nơi này sống tham khổ, không biết ngươi có quen hay không. Bọn họ đoàn người câu được câu không trò chuyện, hướng về liễu thụ trấn tả kỵ quân phó tướng ngụy vũ cùng tôn chí hổ lâm thời đóng quân mà đi khi bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét liễu thụ trấn đột nhiên phía trước vang lên tiếng vó ngựa một quan quân kiêu kỵ doanh dục ngựa đến trước mặt bọn người tham tướng chu hùng ngừng lại trên thân quan quân kiêu kỵ doanh kia cắm một mũi tên nhìn qua chật vật không chịu nổi sau khi nhìn thấy một màn này tham tướng chu hùng vẻ mặt trùng mình quan quân và các thân vệ phía sau hắn đều tay đè chui đao, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tham tướng đại nhân, tham tướng đại nhân. Quan quân kiêu kỵ doanh kia sau khi nhìn thấy đám người tham tướng Chu Hùng, lớn tiếng la lên. Đô úy kia ngụy vũ phái tới nghênh đón thấy thế, đưa mắt ra hiệu đối với người của mình. Dẫn người tới đây. Tham tướng Chu Hùng nhận ra quan quân kia là một đô úy dưới trướng kiêu kỵ doanh giáo úy từ kính. Đô Ý sắc mặt tái nhợt này được đưa tới trước mặt tham tướng Chu Hùng. Có chuyện gì vậy? Chu Hùng nhìn Đô Ý sau lưng cắm một mũi tên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc này ánh mắt Đô Ý đó liếc thấy người của phó tướng Ngụy Vũ ở bên, hắn muốn nói lại thôi. Tham tướng đại nhân, có thể qua một bên nói chuyện hay không? Đô Ý kiêu kỵ doanh này nhịn đau trên người, không muốn nói trước mặt mọi người tham tướng Chu Hùng lập tức muốn nói chuyện riêng với đô ý này. Ra tay, bắt người. Đô ý do Ngụy Vũ phái tới đột nhiên đáy mắt hiện lên hung quang, rút đao hô to. Hơn 20 binh sĩ kia hắn mang đến ùng ùng rút đao, muốn bắt đám người tham tướng Chu Hùng, giáo úy Trịnh Trung. Bảo hộ đại nhân. Các thân vệ bên người tham tướng Chu Hùng cùng giáo úy Trịnh Trung đều là từ thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên phân phối. Trương Vân Xuyên mấy lần gặp ám sát, cho nên rất coi trọng bảo hộ đối với quan quân dưới trướng. Phàm là quan quân giáo úy trở lên, bất cứ lúc nào ra ngoài, bên người ít nhất mấy chục thân vệ tinh nhuệ hộ vệ. Các thân vệ này ở bên cạnh Trương Vân xuyên trải qua một phen huấn luyện đặc thù, tính cảnh giác rất cao. Bây giờ phái tới bảo hộ đám người Chu Hùng, tự nhiên duy trì trạng thái cảnh giới mọi lúc. Nhìn thấy những người này phó tướng Ngụy Vũ phái tới nghênh đón động đao, bọn họ hầu như ở cùng lúc đối phương rút đao bọn họ cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Ken Hai binh sĩ muốn bắt sống tham tướng Chu Hùng còn chưa lao tới trước mặt Chu Hùng, đã bị thân vệ của Chu Hùng vung đao ngăn cản. Bắt sống Mau Trên thực tế bây giờ kiêu kỵ doanh giáo úy từ kính đóng quân trong liễu thụ trấn đã bị giết. Tả kỵ quân phó tướng Ngụy Vũ và Tôn Chí Hổ đang tiến hành bắt bớ đối với kiêu kỵ doanh, một ít quan quân không phòng bị trực tiếp thanh tẩy. Bọn họ ý đồ nắm giữ một mũi kỵ binh này, để nắm giữ một mũi lực lượng cơ động ở trong tay. Bây giờ lừa gạt đám người tham tướng Chu Hùng tới đây, cũng là hy vọng bắt được bọn họ, sau đó tiếp quản quân đội của bọn họ. Nhưng ai biết bọn tham tướng Chu Hùng vận khí tốt. Ở sau khi nhìn thấy tình thế không đúng, kiêu kỵ doanh có người chạy ra báo tin. Đô úy phụ trách nên đón kia quyết định thật nhanh, quyết định trực tiếp bắt đám người Chu Hùng nhưng bọn hắn đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của Chu Hùng và các thân vệ. Ken. Giết. Hai bên vừa rồi còn nói cười nhất thời hỗn chiến với nhau. Tham tướng Chu Hùng nhìn thấy mấy thân vệ dưới trướng bị chém ngã tại chỗ, nhất thời trong mắt cũng đỏ lên. Giết chết bọn hắn cho ta, tuy không biết đối phương vì sao đột nhiên ra tay, nhưng đã đổ máu, trong lòng Chu Hùng bốc lên lửa giận hừng hực. Thân vệ của đám người Chu Hùng trịnh trung nhân số chiếm cứ ưu thế. Người ngụy vũ phái tới nên đón một đòn bất thành, lập tức liền ở vào thế yếu. Mắt thấy bọn họ chưa ngay lập tức khống chế được đám người chu hùng, biết đã mất đi cơ hội. Chạy mau. Bọn họ không dám ham chiến, dục ngựa bỏ chạy. Vù vù vù. Đối mặt những người này muốn chạy trốn, có thân vệ buông xuống trường đao rõ máu, dơ lên nỏ cầm tay đặt ở bên y ngựa. Mũi tên nỏ mạnh mẽ bắn ra, vài người bọn đô úy ngụy vũ phái tới bị bắn chết ngay tại chỗ trong liễu thụ trấn đã xuất hiện chuyện gì tham tướng chu hùng mới vừa rồi một đao cũng giết một binh sĩ bổ nhào tới trước mặt hắn máu tươi phun đầy mặt hắn lau vết máu trên mặt quay đầu nhìn về phía quan quân kia từ kiêu kỵ doanh chạy ra tham tướng đại nhân giáo úy đại nhân nhà ta sáng sớm đã ra ngoài thăm dò tình hình địch quan quân nói với chu hùng chúng ta đang lúc ăn bữa sáng Phó tướng Tôn Chí Hổ đột nhiên đến binh doanh, triệu tập toàn bộ quan quân đội quan trở lên đi quân trướng học. Ta lúc ấy đang vào nhà xí. Khi ta nhận được tin tức chuẩn bị đi, một huynh đệ dưới trướng ta chạy tới hướng ta báo tin, nói Tôn Chí Hổ tuyên bố nói từ kính theo giặc, kêu kỵ doanh chúng ta quan quân đội quan trở lên cũng phải bắt lại thẩm vấn. Khi ta chuẩn bị đi hỏi tình huống, hơn 500 thân binh của Tôn Chí Hổ đã chạy vào binh doanh bọn họ muốn tiếp quản binh doanh kiêu kỵ doanh chúng ta ta thấy không ổn liền chạy tham tướng chu hùng sau khi nghe được lời này lông mày nhíu chặt chẳng lẽ ngụy vũ tôn chí hổ nghe được tin tức gì rồi hay sao bọn họ thế mà nói giáo ý từ kính là thông đồng với giặc còn ra tay thanh tẩy kiêu kỵ doanh nếu không phải có chứng cớ vô cùng xác thực bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy từ giáo ý của các ngươi đâu sáng sớm đã ra ngoài bây giờ cũng chưa trở về. Tham tướng Chu Hùng sau khi nghe được lời này, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Nhìn từ một chuỗi sự việc, đám người ngụy vũ, tôn chí hổ sợ là sớm có dự mưu. Bọn họ bây giờ thế mà trực tiếp tiếp quản kiêu kỵ doanh, vậy giáo úy từ kính đi ra ngoài, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Đối mặt biến cố đột ngột, đầu óc tham tướng Chu Hùng đang nhanh chóng chuyển động. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về trong liễu thụ trấn bây giờ không rõ tình huống người của ngụy vũ mới vừa rồi đã muốn bắt hắn nếu không phải kiêu kỵ doanh có người chạy đến báo tin hắn một lần này dự tiệc sợ là cũng giữ nhiều lành ít chu hùng thầm nghĩ may mắn đồng thời lập tức quay đầu ngựa dẫn theo mọi người hướng về phía đại doanh đi vội đoàn người tham tướng chu hùng mặt mũi âm trầm quay trở về đại doanh tiền tuyến truyền lệnh xuống kim tự doanh thủy tự doanh lập tức tiến vào trạng thái đề phòng chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Đội thám báo rải ra ngoài, làm rõ tình huống trong liễu thụ trấn. Chu Hùng sau khi quay trở về trung quân đại trướng, lập tức hạ đạt một chuỗi quân lệnh. Các giáo úy, đô úy sải bước rời đi, không khí tiền tuyến đại doanh đột nhiên trở nên khẩn trương. Khắp nơi đều là tiếng mệnh lệnh của truyền lệnh binh, binh mã đang nghỉ ngơi hồi phục bị điều động. Tả kỵ quân phó tướng Ngụy Vũ, Tôn chí hổ đầu tiên là ra tay đối với huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân tới quy phụ. Hôm nay lại ra tay đối với Kiêu Kỵ doanh. Điều này làm tham tướng Chu Hùng ý thức được, đối phương khẳng định là đã phát hiện cái gì. Bọn họ tuy hôm nay ở địa vị cao, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Dù sao bọn họ là sơn tặc trên Cửu Phong Sơn cài vào trong quân, một khi thân phận bại lộ, liền có khả năng đầu rơi xuống đất. Chỉ là theo hôm nay địa vị tăng lên, cảm giác nguy cơ của bọn họ liền không nồng đậm như vậy. Dù sao cho dù trở mặt, bọn họ cũng có thực lực trở mặt. Tham tướng Chu Hùng ở sau khi bố trí xuống, lại mang một thân vệ của mình gọi đến trước mặt mình, tiến hành dặn dò riêng một phen đối với gã. Ngươi lập tức đi Lâm Chương huyện, mang chuyện xảy ra nơi này hướng đô đốc đại nhân bẩm báo. Vâng. Thân vệ kia cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, sau khi cáo từ, lại dẫn theo mấy huynh đệ dục ngựa rời khỏi binh doanh. Thân vệ vừa rời đi không lâu, Kim Tự Doanh đô ý Ngụy Trường Sinh liền cất bước vào quân trướng của tham tướng Chu Hùng. Ngụy Trường Sinh sau khi nhìn cửa một cái, thấp giọng nói, tham tướng đại nhân, tình huống trong binh doanh có chút không thích hợp. Hử? Chu Hùng lập tức mở miệng hỏi, có chuyện gì? Đô ý Ngụy Trường Sinh bẩm báo, ta mới vừa nghe được một ít đồn đãi, nói đô đốc đại nhân của chúng ta là tướng cướp Trương Vân Xuyên. Hơn nửa đồn đãi còn nói ngươi cũng là sơn tặc trên cửu phong sơn xuống dưới. Rất nhiều các huynh đệ hôm nay đều đang nghị luận, thậm chí có người muốn cổ động bắt ngươi đi thỉnh công. Tin tức đột nhiên truyền ra ngay trong binh doanh, ta hoài nghi âm thầm có người rải lời đồn, nhiễu loạn lòng quân chúng ta. Chu Hùng sau khi nghe được lời này, tức giận đến mức nện một cú đấm ở trên bàn. Con mẹ nó. Rất hiển nhiên, một lần này kẻ địch là có chuẩn bị mà đến muốn mang cao tầng tả kỵ quân bọn họ ở tiền tuyến tận diệt không thành công, lập tức phát tán lời đồn, ý đồ nhiễu loạn lòng quân, ly gián quan hệ của binh sĩ tầng dưới chót cùng bọn họ các tướng lĩnh này. Ngươi như vậy. Tham tướng Chu Hùng mặt mũi âm trầm ở trong quân trướng đi qua đi lại, suy tư một lúc, dặn dò riêng vài câu đối với đô úy Ngụy Trường Sinh. Đô úy Ngụy Trường Sinh sau khi gật gật đầu, rời khỏi trung quân đại trướng. Khi tiền tuyến tả kỵ quân xuất hiện biến cố, ở hậu phương lâm chương huyện, cũng là sóng ngầm dân trào. Màn đêm buông xuống, bóng tối cắn nuốt mặt đất, lâm chương huyện đột nhiên đổ mưa rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trong ngoài lâm chương huyện khắp nơi đều ướt sũng. Ở trong một tiểu viện nhà nông, mấy chục hán tử nai nịp gọn gàng đang phân phát binh khí, bọn họ đều diện mạo dữ tợn. Trong một trại khác cách tiểu viện nhà nông này không xa, cũng có người đang phân phát binh khí. Bầu trời đột nhiên hiện lên một tia chớp, bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Ti chớp lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó chính là sấm rền cuồn cuộn. ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc kia như nổ vang ngay trên đỉnh đầu. Trên đường, hơn 20 binh sĩ đội tuần tra của tả kỵ quân đội mưa to tuần tra. Đầu nhi, ta thấy trận mưa này thời gian ngắn không tạnh được, nếu không chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi trước một chút đi. Một binh sĩ lau nước mưa trên mặt mình, cả người hắn đều đã ướt. Đúng vậy, giờ cả người đều ướt đẫm, phải tìm một chỗ sưởi một chút, bằng không sẽ nhiễm bệnh. Quần áo ướt sũng, dính hết ở trên người. Mưa to như vậy, cho dù là giặt cỏ cũng tìm chỗ tránh mưa rồi. Đội quan dẫn đầu kia nhìn một lần huynh đệ cả người ướt đẫm, hướng về chung quanh nhìn quét một vòng. Đi, qua dưới mái hiên bên kia tránh mưa một chút, đợi mưa tạnh lại tiếp tục tuần tra. Vâng. Sau khi được đội quan cho phép, các binh sĩ ùn ùn hướng về dưới mái hiên chạy đi. Mưa to tầm tã, trên đường đến cái bóng ma cũng không có. Từng hán tử mặc đồ đen gọn gàng từ các nơi ẩn thân chui ra. Bọn họ đội mưa to tầm tã, hướng về một chỗ tòa nhà đô đốc tả kỵ quân Trương Vân Xuyên ngủ lại mà đi. Người nào? Người áo đen mới xuất hiện ở đầu phố, một binh sĩ tả kỵ quân gác ở đầu phố liền lớn tiếng quát hỏi. Vù 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 người áo đen chưa nói trực tiếp nâng lên nỏ cầm tay bắn luôn nỏ tiễn xuyên thấu màn mưa bắn về phía binh sĩ tả kỵ quân kia binh sĩ tả kỵ quân này duy trì cảnh giác sau khi nghe được tiếng xé gió lập tức giơ khiên mấy mũi tên nỏ đốc đốc cắm ở trên tấm khiên tròn nhỏ bảo vệ trước mặt hắn lực đạo mạnh mẽ chấn động cánh tay hắn phát tê đối mặt tập kích đột ngột binh sĩ này ở ngoài sự kinh hãi thổi lên một cái còi treo ở trên của mình Tiếng còi bén nhọn vang lên ở trong đêm đen. Người áo đen đã cầm đao xông lên. Binh sĩ tả kỵ quân này không chút chần chờ, xoay người bỏ chạy. Có thích khách, có thích khách. Binh sĩ này ở cùng lúc chạy như điên, lớn tiếng la lên. Mũi tên nỏ vù vù không ngừng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Khi hắn chạy tới cổng tòa nhà, đùi trúng tên, lão đảo một cái ngã cắm trên mặt đất phía trước. Cứu người. Lúc này, đội thân vệ của Trương Vân Xuyên nghe được tiếng còi báo động trước đã làm ra phản ứng. Hơn 20 binh sĩ gác ở cửa đã chạy xuống bậc thang. Mấy binh sĩ dơ khiên, chặn mũi tên bắn đến. Hai binh sĩ đưa tay, nhiều binh sĩ tả kỵ quân bị thương này chạy về phía cổng. Trên đường vang lên tiếng bước chân dày đặc, có khoảng hai ba trăm người áo đen từ mấy phương hướng tràn tới. Giết! Bọn họ trực tiếp lao về phía tòa nhà Trương Vân Xuyên ở lại đóng cửa đóng cửa ầm uhm. chỉ thấy binh sĩ thân vệ thủ vệ phản ứng cực nhanh nhìn thấy người đột kích rất đông trực tiếp lui vào trong nhà trầm đóng cổng lại những người áo đen này vốn định đánh bất ngờ ai biết đối phương phản ứng nhanh như vậy nhìn thấy cổng đóng chặt người cầm đầu có chút hỗn hển phá cổng trèo tường vào đám người áo đen dương cung cài tên không ngừng bắn tên vào phía trong tòa nhà Cùng lúc đó, có người đang dựng thang chuẩn bị trèo tường, cũng có người đang tông cửa. Ở phía sau cổng, các thân vệ gắt cao chặn cổng, vẻ mặt đặc biệt khẩn trương. Lúc này, một đội quan thân vệ dẫn theo hơn 10 thân vệ dẫn đầu chạy tới cổng. Giết! Bọn họ cũng chưa đi giúp thủ vệ, ngược lại cầm đao, lao về phía các thân vệ thủ vệ ở sau cổng. Bọn hắn là gian tế. Bọn hắn là đồng bọn với thích khách. Nhìn thấy đội quan này cùng mười mấy thân vệ thế mà tập kích đối với bọn họ, các binh sĩ thủ vệ ở cổng tức giận đến chửi ầm lên, bị ép xoay người nghênh chiến. Hai bên ở phía sau cổng hỗn chiến chém giết, thế cục hỗn loạn, người áo đen đã có người theo thang xông vào trong tòa nhà. Những người áo đen này sau khi xông vào trong tòa nhà, lập tức cũng hướng về cổng bên này đánh tới. Rút, rút. Hướng đại sảnh bên kia rút. Mắt thấy kẻ địch càng lúc càng đông các thân vệ ở phụ cận cổng ngăn không được chỉ có thể vừa đánh vừa lui hướng về phía đại sảnh rút lui cổng tòa nhà mở ra người áo đen bên ngoài như thủy triều ùa vào bên này trương đại lan ở sảnh sau ở dưới thân vệ đội quan kia kêu gọi đám người áo đen lập tức dọc theo hành lang hướng về hậu viện lao đi muốn giết đô đốc tả kỵ quân trương đại lan nhưng khi bọn họ vừa lao tới trung đình đột nhiên chung quanh vang lên tiếng bước chân dày đặc ở dưới cây đuốc chiếu rọi chỉ thấy rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân mặc giáp trụ xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ cửa sổ lần lượt mở ra từng gã binh sĩ tả kỵ quân tay nâng nỏ cầm tay nhắm mũi tên nỏ vào những người áo đen này người áo đen đối mặt chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân kẻ xông lên phía trước đều theo bản năng dừng bước muốn quan sát tình huống một phen trên bậc thang sảnh giữa giáo ý tống điền đội nón mặt giáp khuôn mặt lạnh lùng hắn nhìn người áo đen đã lao vào trung đình cùng với đội quan thân vệ vẻ mặt bối rối kia khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh tàn khốc giết không để lại một ai tống điền ra lệnh một tiếng cung mạnh nỏ cứng sớm đã mai phục sẵn hướng về người áo đen bao trùm từng mũi tên mạnh mẽ xuyên thấu màn mưa sau đó hung hăng xuyên thấu thân thể người áo đen người áo đen gào thét chói tai thảm thiết không ngừng có người ngã ở trung đình máu cùng nước mưa trộn lẫn cùng một chỗ có mai phục chúng ta trúng kế rồi mau rút lui người áo đen kinh hoảng thất thố xoay người thoát đi không còn khí thế hùng hổ mới vừa rồi mũi tên mạnh mẽ như là mọc mắt mang từng người áo đen đóng đinh ở trên mặt đất khi người áo đen lao tới cổng ở cổng đã là binh sĩ tả kỵ quân dày đặc đối mặt trường thương sắc bén tạo thành trường thương trận đám người áo đen nhìn quanh bốn phía hoảng sợ vạn phần giáo chúng tam hương giáo ở trong lâm chương huyện thành khởi sự bọn họ ý đồ bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước muốn xử lý trương vân xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này trước nhưng trương vân xuyên đối với chuyện tam hương giáo đã sớm có phát hiện hắn sở dĩ án binh bất động chính là muốn để người tam hương giáo nhảy ra toàn bộ sau đó một lưới bắt hết đối mặt lượng lớn người áo đen xông vào phủ đệ hắn ở lại binh mã Trương Vân Xuyên sớm đã mai phục từ khắp nơi lao ra, bao vây chặt bọn họ. Mưa to tầm tã, trên hành lang, trong phòng khắp nơi đều là đèn lồng cây đuốc, chiếu chung quanh sáng ngời. Binh sĩ tả kỵ quân chung quanh vẻ mặt lạnh lùng, binh khí trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đám người áo đen chen chúc ở trong sân, vẻ mặt tên nào cũng thấp thỏm lo âu. Đám người tránh ra một con đường, Trương Vân Xuyên vị đô đốc này ở dưới binh sĩ đội nón mặt giáp vây quanh, xuất hiện ở trên bậc thang hắn nhìn một lượt người áo đen trong sân cả người ướt đẫm cất cao giọng nói buông binh khí, đừng dậy chết nữa giáo chủ bảo hộ, đao thương bất nhập giết một gã hương chủ tam hương giáo cầm đầu dơ lên trường đao trong tay nổi giận gầm lên một tiếng hướng về trương vân xuyên lao tới giáo chủ bảo hộ, đao thương bất nhập đám người áo đen giống như đột nhiên cả người được rót vào lực lượng khó hiểu mỗi tên lộ vẻ mặt điên cuồng, hướng về phía Trương Vân Xuyên bổ nhào tới. Thấy một màn như vậy, rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân trong lòng có chút sợ sệt. Cung thủ chuẩn bị. Nhìn thấy đám giáo đồ tam hương giáo này vung binh khí, hô to gọi nhỏ lao tới, giáo úy tống điền khuôn mặt lãnh khốc Bắn tên. Binh sĩ tả kỵ quân hàng đầu tiên ấn chốt nỏ, từng mũi tên nỏ rít gào bay ra. Mũi tên nỏ xé rách màn mưa, phốc phốc xuyên thấu thân thể giáo đồ tam hương giáo. Phốc. a à. Giáo đồ tam hương giáo xông lên phía trước ngã siêu vẹo nện ở trong sân tràn đầy nước mưa, có người co giật, có người kêu thảm thiết. Vù vù vù. Vù vù vù. Sau mấy lượt tên, giáo đồ tam hương giáo còn sót lại trong sân toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Giáo chủ bảo hộ, đau thương bất nhập. Một giáo đồ trúng hai mũi tên còn dãy dụ bò dậy, hô khẩu hiệu lão đảo lao về phía trước. Giáo úy Tống Điền tất bước tiến lên, hắn lộ vẻ mặt dữ tợn, trường đao sáng như tuyết lóe lên. Trắc. Một dòng máu tươi bắn ra, đầu của giáo đồ này liền bay cao cao ra ngoài, sau đó, bịch, ngã nhào ở trong vũng máu. Con mẹ nó, đau thương bất nhập cái rắm chó. Tống Điền xì một tiếng kinh miệt đối với thi thể không đầu mềm nhũng ngã xuống đất kia, lau lau vết máu trên trường đao, thu đao vào vỏ từng binh sĩ tả kỵ quân cầm trường đao chui vào màn mưa, tiến hành dọn dẹp đối với giáo đồ tam hương giáo tầng tầng lớp lớp chất đống ở trong sân kia. Chỉ thấy binh sĩ tả kỵ quân thỉnh thoảng hướng về giáo đồ còn có một hơi đâm một đao xuống. Ở trong tiếng kêu thảm thiết thống khổ, giáo đồ bị thương chưa chết trước sau mất mạng. Dọn sạch thi thể. Giáo úy tống điền khoát tay, các binh sĩ tả kỵ quân tiến lên, mang từng thi thể kéo ra ngoài. Khi Trương Vân xuyên nơi này đang vây giết giáo đồ Tam Hương giáo khởi sự, trong binh doanh đóng giữ ở trong thành, một đô ý cả người ăn mặc chỉnh tề mệnh lệnh binh sĩ thổi lên tiếng kèn tập kết, tiếng kèn to rõ vang lên, từng binh sĩ tả kỵ quân nhanh chóng từ trong nhà chui ra, ở trong mưa to tập kết. Các huynh đệ, trong thành có người làm loạn, còn có người muốn ám sát đô đốc đại nhân, bên kia đã bắt đầu đánh, đều theo ta đi tiếp viện. Đô ý này tập kết mấy trăm người dưới trướng mình hắn đứng ở phía trước đội ngũ, vung tay hô to. Nghe được trong thành có người làm loạn, còn có người muốn giết đô đốc đại nhân, các binh sĩ đều lòng đầy căm phẫn. Bọn họ có thể có ngày lành hôm nay, đều là đô đốc đại nhân cho bọn họ. Cho nên nghe nói đô đốc đại nhân có nguy hiểm, bọn họ không chút do dự liền theo vị đô ý tả kỵ quân này muốn xuất phát. Đi làm gì thế? Nhưng khi bọn họ đi đến cửa binh doanh trú đóng, chỉ thấy một người cản đường đi của bọn họ người này rõ ràng là tả kỵ quân một tự doanh giáo úy Lưu Hắc Tử. Đô úy kia liên tục biến sắc, sau đó nói: Giáo úy đại nhân, Đô đốc đại nhân có nguy hiểm, ta muốn đi cứu viện. A, à, Lưu Hắc Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đó của hắn nhìn chằm chằm Đô úy kia, Đô úy kia không dám nhìn thẳng hắn. Đêm hôm tối om, ai biết ngươi là đi cứu Đô đốc đại nhân hay là đi giết Đô đốc đại nhân chứ? Lưu Hắc Tử mắng đều con mẹ nó về doanh trại ở yên đợi cho ta chưa có quân lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện rời doanh lưu hắc tử bây giờ cũng không biết rốt cuộc ai là người của tam hương giáo hắn đạt được quân lệnh của trương vân xuyên đó chính là không thể để người ta tự tiện kéo đội ngũ ra ngoài dù sao một khi quân đội kéo ra ngoài đêm hôm thế này một khi mấy chi quân đội có người mê hoặc đã xảy ra hiểu lầm xung đột vậy người một nhà đánh người một nhà một khi giết người, đổ máu, vậy thế cục không thể khống chế nữa. Cho dù một ít binh sĩ không phải người của Tam Hương giáo, vậy đến lúc đó vì tránh cho bị trừng phạt, sợ là cũng chỉ có thể đi theo Tam Hương giáo. Các huynh đệ, hắn ngăn trở chúng ta đi cứu viện Đô đốc đại nhân, ta thấy hắn chính là người Tam Hương giáo. Hắn chính là đồng lõa làm loạn. Người đâu, bắt hắn. Đô úy kia mắt thấy giáo úy Lưu Hắc tử ngăn trở hắn kéo đội ngũ ra ngoài, hắn lập tức sắc mặt dữ tợn, hạ lệnh bắt người. Vâng. Lưu Hắc Tử chính là giáo úy của một tự doanh. Binh sĩ khác căn bản không tin giáo úy đại nhân nhà mình là người tam hương giáo, khi bọn họ còn đang do dự, hơn 10 binh sĩ đã xông ra ngoài. Bọn họ hơn 10 người này đều là tín đồ tam hương giáo phát triển ở trong quân. Thượng tầng tam hương giáo đã hứa hẹn với bọn hắn. Bọn họ một đô binh mã này nhiệm vụ chính là lấy danh nghĩa càng quét tam hương giáo, đi tấn công một mũi bộ đội khác, nhiễu loạn trong thành. Đến lúc đó đánh nhau rồi, cho dù về sau biết bọn họ mới là người của Tam Hương Giáo, vậy bọn họ một đô binh mã này liền thân bất do kỹ, chỉ có thể nghe Tam Hương Giáo bọn hắn. Mà bọn họ hơn 10 người này đến lúc đó chính là người có công, ít nhất cũng là một vị trí tiếu quan. Cho nên nhìn thấy Lưu Hắc Tử ngăn trở, bọn họ lập tức muốn đi lên giải quyết Lưu Hắc Tử vị giáo úy này. Phốc phốc phốc, nhưng bọn hắn khi lao tới cách lưu hắc tử còn có hơn 20 bước, đột nhiên trong bóng đêm bắn ra mũi tên dày đặc. Hơn 10 người tam hương giáo này không có bất cứ phòng bị gì, siêu siêu vẹo vẹo bị bắn chết ngã xuống trong nước bùng ngay tại chỗ. Ở trong bóng đêm phía sau lưu hắc tử vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Từng binh sĩ võ trang tận răng dơ trường mâu, nhanh chóng ở phía sau lưu hắc tử bày trận. Chung quanh cũng vang lên tiếng bước chân dày đặc, có cây đuốc đang chớp lên càng nhiều binh sĩ tràn lên, bọn họ nhanh chóng bao vây một đô binh sĩ này. Thấy một màn như vậy, một đô binh sĩ này đều rút ra trường đao, làm ra trạng thái phòng ngự. Đô úy cầm đầu kia càng điên cuồng biến sắc. Rất hiển nhiên, giáo úy Lưu Hắc Tử sớm có phòng bị. Đô úy thạch trụ bước đến phía sau Lưu Hắc Tử đứng thẳng, hắn nhìn chầm chầm các binh sĩ bị bao vây, ánh mắt lạnh lùng. Đại ca, đám người tam hương giáo nhảy ra dưới trướng ta đã bị quét sạch. Từng. Lưu Hắc Tử gật gật đầu. Hắn nói với các binh sĩ lâm vào bao vây, các huynh đệ yêu nhân Tam Hương giáo muốn yếu mê hoặc lòng người ở trong thành làm loạn. Đô đốc đại nhân có lệnh, mọi người ở tại chỗ đợi lệnh, không thể vọng động. Hắn sau khi nói xong, hướng về mấy trăm người lâm vào bao vây kia hô, vị nào là huynh đệ quân tình ti, phiền toái đi ra giúp ta chỉ ra và xác nhận một phen yêu nhân Tam Hương giáo. Lúc này ở trong mấy trăm người bị bao vây kia, một binh sĩ bình thường đi ra. Quân tình ti mật thám quỷ kiến sầu ra mắt lưu giáo úy. Binh sĩ này bước đến trước mặt lưu hắc tử cách hơn 10 bước liền dừng bước, chấp tay đối với hắn. Từ đầu đến cuối, huynh đệ quân tình ti này luôn ở chỗ tối quan sát tất cả. Bây giờ hắn trên cơ bản đã xác định trong một đô binh mã này ai là người của tam hương giáo. Lưu hắc tử cũng chấp tay đối với hắn phiền toái chỉ ra và xác nhận yêu nhân một phen. Vâng. Quân tình ti mật thám quỷ kiến sầu nói xong, liền trước mặt đám đông điểm ra tên. Từng binh sĩ bị điểm đến tên nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra kinh hoảng. Bọn họ vốn cho rằng mình che giấu rất sâu, không ngờ bên người mình thế mà còn cất giấu người của quân tình ti. Nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị nhận ra. Đối phương sở dĩ án binh bất động, chỉ là vì làm bọn họ hoàn toàn nhảy ra, để xác nhận thân phận giáo đồ tam hương giáo của bọn họ mà thôi. Hắn yêu ngôn hoặc chúng, hắn mới là người của tam hương giáo. Đô ý kia lớn tiếng quát to, các huynh đệ, đừng bị hắn lừa gạt, giết cho ta. Nhưng trừ đám người tam hương giáo này, binh sĩ khác lại bất động tại chỗ, thậm chí một ít người rời xa vài bước đối với đám người đô ý, duy trì đề phòng. Bắt người Lưu Hắc tử nhìn chầm chầm đám yêu nhân tam hương giáo kia bây giờ còn đang yêu ngôn hoặc chúng, lớn tiếng hạ lệnh bắt người. Từng binh sĩ lao lên, người tam hương giáo không muốn bó tay chịu trói, lập tức vung đao phản kháng. Chung quanh đều là binh sĩ tả kỵ quân như hổ trình mồi, các binh sĩ tả kỵ quân lâm vào bao vây thế thế, cùng ùng rời xa đám người tam hương giáo này. Dù sao bọn họ bây giờ cũng phản ứng lại. Đám người tam hương giáo này ngày thường thích cổ suý một vài thứ. Lúc ấy bọn họ còn chưa cảm thấy có gì. Bây giờ sau khi được giáo úy Lưu Hắc Tử nhắc nhở, bọn họ lúc này ý thức được, đối phương chính là người Tam Hương giáo. Nếu không phải giáo úy đại nhân kịp thời ngăn trở, bọn họ sợ là cũng phải bị cuốn theo đi loạn. Chỉ một lát sau, người Tam Hương giáo trong một đô này hoặc chết, hoặc bị bắt, bị quét sạch ngay tại chỗ. Người khác không có việc gì, trở về ngủ. Giáo úy Lưu Hắc Tử nhìn các binh sĩ tả kỵ quân chưa hết kinh hồn kia, cũng không truy cứu trách nhiệm bọn họ, hạ lệnh bọn họ về doanh trại. Các binh sĩ này vừa rồi còn khí thế hùng hổ chạy ra khỏi binh doanh giờ phút này ý thức được mình thiếu chút nữa bị lừa. Bọn họ ở trong lòng mắng chửi Tam Hương giáo, đồng thời không dám chần chờ, ùn ùn quay trở về doanh trại của mình. Khi Lưu Hắc Tử bình ổn một hồi người Tam Hương giáo ý đồ kéo đội ngũ đi ra ngoài làm loạn. Các nơi binh doanh lưu dân doanh trong ngoài thành cũng đều đang hành động. Người tam hương giáo vừa nhảy ra đã bị ấn xuống. Có quân tình ti trong bóng tối, cho nên những kẻ phàm là giáo đồ tam hương giáo nhảy ra, một tên cũng chưa chạy thoát. Chỉ một đêm, giáo đồ tam hương giáo tiêu phí lượng lớn nhân lực vật lực thẩm thấu vào dưới trướng Trương Vân Xuyên, hầu như bị tận diệt. Trời đã sáng, mưa đã tạnh, mặt đất vẫn ẩm ướt như cũ. Tiếng hô giết ở trong thành vang vọng cả đêm, Điều này làm dân chúng trong huyện Thành Lâm chương kinh hồn tán đảm. Còn cho rằng lại là lộ sơn tặc nào đánh vào thành rồi. Cũng may sau khi trời sáng, bọn họ xuyên qua khe cửa hướng về bên ngoài quan sát, chỉ thấy tuần tra trên mặt đường vẫn như cũ là binh sĩ tả kỵ quân kỷ luật nghiêm minh, bọn họ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trong thành rối loạn cả đêm, thế cục không rõ ràng. Những người buôn bán nhỏ kia vì ổn thỏa, cũng đều ùng ùng dừng kinh doanh bọn họ chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại quan sát một phen, để tránh gặp phải một ít tổn thất vô vị. Trên đường trừ binh sĩ tuần tra, hầu như không có dân chúng đi dạo bên ngoài. Điều này làm trong huyện Thành Lâm trương tỏ ra có chút lạnh lùng, trong không khí tràn ngập một sự quỷ dị. Mở cửa, mở cửa. Trên đường xuất hiện một đội binh sĩ, bọn họ đột nhiên vây quanh một tiệm đậu phụ. ở trong tiếng đập cửa ầm ầm, bên trong không có chút phản ứng nào tông cửa. Đầu lĩnh đô úy triệu lập sơn nhìn chầm chầm cánh cửa đóng chặt kia, hạ lệnh mạnh mẽ xông vào. Dân chúng hàng xóm cũng đều ùng ùng xuyên qua khe cửa, cửa sổ hướng về bên ngoài quan sát, lộ vẻ mặt e ngại. Hai huynh đệ lưng hùng vai gấu dùng bả vai hút về phía cửa gỗ. Ở trong tiếng va chạm nặng nề, chỉ hút mấy lần, cửa gỗ đơn sơ kia liền, rầm, một tiếng bị hút tung ra. Đi vào lùng bắc đô úy triệu lập sơn vung tay lên. Binh sĩ tả kỵ quân dơ tấm khiên, nắm trường đao liền tràn vào. Một lát sau, bên trong liền truyền đến một tràng tiếng hò hét đánh nhau. Ở trong ánh mắt của dân chúng hàng xóm, mấy thi thể bị kéo ra từ tiệm đậu phụ. Đó không phải vương mặt rổ sao. Hắn ngày thường thật thà, là người tốt. Tả kỵ quân sao lại giết người bừa bãi vậy? nhìn thấy trưởng quầy tiệm đậu phụ vương mặt rổ cùng mấy tên tiểu nhị bị giết chết ngay tại chỗ, dân chúng chung quanh trào ra một sự cảm xúc bất mãn đối với tả kỳ quân. Các phụ lão hương thân Vương mặt rổ là yêu nhân tam hương giáo. Bây giờ đã bị giết chết, các ngươi không cần kinh hoảng. Đô úy Triệu Lập Bân cũng chú ý tới các dân chúng tránh né trong bóng tối vụn trộm quan sát tất cả cái này. Thanh âm vang dội của hắn ở trên đường xa xa truyền ra ngoài, tiến hành giải thích đơn giản. Thi thể mang về. Phong tỏa nơi này. Đô ý triệu lập bân hạ lệnh, niêm phong một chỗ tiệm đậu phụ này, sau đó mang theo thi thể tam hương giáo bị giết, dẫn đội rời khỏi. Chưởng quầy tiệm đậu phụ tuy bị tuyên bố là người tam hương giáo, nhưng dân chúng lại không cho rằng như vậy. Bọn họ cảm thấy chủ nhân tiệm đậu phụ rất tốt. Bây giờ tả kỵ quân giết hắn, bọn họ thổn thức, đồng thời ngược lại tràn ngập đồng tình đối với chủ tiệm đậu phụ một ngày này không chỉ trong huyện thành lâm chương tả kỵ quân xuất động khắp nơi ở trong các nơi thị trấn thôn xóm cùng lưu dân lùng bắt người tam hương giáo lúc trước quân tình ti đã âm thầm tiến hành dọn dẹp một phen đối với nội bộ bắt một đám giáo đồ tam hương giáo thẩm thấu vào cho nên bọn họ nắm giữ thân phận cùng nơi ẩn thân của một ít giáo chúng trung tâm tam hương giáo chỉ là luôn giữ mà không phát Hôm nay Tam Hương Giáo đã chủ động nhảy ra ngoài quàng may Tam Hương Giáo là yêu giáo triều đình mệnh lệnh rõ ràng phong sát, cho nên bọn họ không dám to gan lớn mật phát triển giáo chúng. Vì thế, bọn họ đối với những dân chúng bình thường kia là thông qua thi triển một ít thủ thuật che mắt, giả ý trị bệnh cứu người, kiếm lấy danh tiếng. Đối với một ít phú hộ trên địa phương, là uy hiếp dụ dỗ, thông qua một ít thủ đoạn âm hiểm ép bọn họ vào giáo chỉ là những thủ đoạn phát triển giáo đồ này không thể lên được mặt bàn, đồng thời phải kín đáo. Nếu không một khi bị người ta hướng quan phủ tố giác, bọn họ lập tức sẽ bị thanh trừ. Chính là vì như thế, Tam Hương Giáo ở lúc phát triển giáo đồ đặc biệt cẩn thận, tốc độ phát triển nhân viên tự nhiên cũng không nhanh được. Giáo chúng trung tâm của bọn họ đều là trải qua nhiều tầng sàng chọn, đặc biệt trung thành mới được. Một lần này bọn họ vì khởi sự, đại đa số người đều bại lộ ra. Thậm chí vì bắt lấy Trương Vân xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này trước, Tam Hương giáo từ bên ngoài triệu tập không ít giáo chúng trung tâm vào thành. Bây giờ tả kỵ quân đóng cổng huyện Lâm Chương, bọn họ nhất thời trở thành cá trong chậu. Rất nhiều giáo chúng Tam Hương giáo ở ban đêm chạy tứ tán, giờ phút này cũng lần lượt bị điều tra tìm ra, trở thành tù nhân. Liên tục mấy ngày, tả kỵ quân đều ở khắp nơi thanh tra giáo chúng Tam Hương giáo tham quân vương lăng vân phụ trách mưu tính một lần này ở sau khi tập hợp tình huống thanh tra sải bước hướng về phía chỗ trương vân xuyên ở chỉ cách một sân nhà trương vân xuyên đang ở trong phòng lật xem văn thư chiến báo phục châu bên kia truyền về nhìn thấy vương lăng vân tiến vào buông xuống văn thư chiến báo trong tay gọi vương lăng vân vào ngồi lão vương ngồi ai trương vân xuyên rót chén trà đưa qua cho vương lăng vân người tam hương giáo đều thanh tra xong rồi Vương Lăng Vân hai tay tiếp nhận chén trà, trả lời, phàm là kẻ nhảy ra, toàn bộ bị chúng ta bắt rồi. Hắn dừng một chút, bắt đầu giới thiệu tình huống cho Trương Vân Xuyên. Tam Hương giáo mê hoặc khoảng hơn 2.000 lưu dân và dân chúng ý đồ tấn công huyện Phúc Yên, bị quân đội đóng giữ của chúng ta đánh tan. Bây giờ huyện Phúc Yên bắt giáo đồ trung tâm Tam Hương giáo hơn 50 người, có lưu dân khác bị mê hoặc hơn 1.000 người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Mấy thị trấn phía dưới huyện Lâm Chương cũng đã xảy ra tam hương giáo khởi sự. Trấn môn đầu một độ bị người tam hương giáo mê hoặc chiếm lĩnh, có hơn 20 nhà phú hộ bị cướp sạch, hầu như bị diệt môn. Dân chúng bị tam hương giáo ngộ sát có hơn 100 người, còn có không ít nữ tử bị bọn chúng chà đạp, số lượng cụ thể còn đang điều tra. Chúng ta ở trong quân huyện Lâm Chương tổng cộng thanh tra ra giáo đồ trung tâm tam hương giáo hơn 150 người, trong đó đường chủ một người, Hương chủ ba người, giáo đồ ngoại vi in dấu tay máu gia nhập trong đó có xấp xỉ hơn 400 người. Nghiêm trọng nhất là lưu dân doanh ngoài thành, mấy lưu dân doanh bây giờ có khoảng hơn 5 vạn người, trong đó chỉ giáo đồ trung tâm đã bắt được xấp xỉ 500 người. Ta nhắm chừng còn có không ít giáo đồ Tam Hương giáo trốn ở trong lưu dân, chỉ là những lưu dân này đến từ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời không dễ thanh tra. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Vương Lăng Vân báo cáo một phen trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tam hương giáo tuy đã tiến hành một phen thẩm thấu đối với tả kỵ quân bọn họ. Cũng may bọn họ phát hiện kịp thời, người đối phương thẩm thấu cùng lôi kéo nhập giáo tỷ lệ còn rất nhỏ. Cho dù là mang những người này từ trong quân thanh trừ ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nếu lại để bọn hắn phát triển thẩm thấu một đoạn thời gian, vậy đến lúc đó hắn sợ là có phiền toái lớn tam hương giáo chuyện này khiến trương vân xuyên cũng ý thức được mình bây giờ tuy đã thăng nhiệm làm đô đốc tả kỵ quân nhưng hơi không chú ý liền có khả năng lật thuyền trong mương đang lúc trương vân xuyên và vương lăng vân ở trong phòng nói chuyện đô úy mạnh bằng xuất hiện ở cửa chuyện gì trương vân xuyên ngẩng đầu hỏi đô đốc đại nhân vừa rồi có một người ăn xin đưa tới một phong thư nói là cho đô đốc đại nhân ngài trương vân xuyên nhíu mày bảo người an sinh truyền tin, hắn rất tò mò, người sau lưng là ai? Cầm vào. Vâng. Đô ý mạnh bằng cất bước tiến vào trong phòng, sau khi đệ trình thư cho Trương Vân Xuyên, sau đó không người lui ra ngoài. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua thư trong tay, chính là một bức thư bình thường. Hắn lập tức mở ra xem. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Tam hương giáo này quá kiêu ngạo rồi tự bọn hắn muốn ở trên địa bàn của ta gây chuyện không nói bây giờ bị ta bắt rồi thế mà còn dám uy hiếp ta trương vân xuyên nói xong đưa thư cho vương lăng vân ở bên tò mò vương lăng vân sau khi đọc sắc mặt cũng khó coi nội dung bức thư này rất đơn giản đó chính là yêu cầu trương vân xuyên lập tức phóng thích toàn bộ giáo đồ tam hương giáo bị bắt nếu trương vân xuyên không thả người vậy chính là đối địch với toàn bộ tam hương giáo bọn họ vậy tam hương giáo bọn họ sẽ tìm ngày lấy đầu hắn cầm đi tế điện giáo chúng đã chết đối mặt tam hương giáo to gan lớn mật uy hiếp trương vân xuyên tự nhiên rất tức giận đô đốc đại nhân đừng tức giận vương lăng vân sau khi trả lại thư cho trương vân xuyên hắn mở miệng nói ta xem tam hương giáo này đưa một phong thư đến hẳn là cố ý chọc giận đô đốc đại nhân ngài muốn chọc giận ngươi để ngươi giết hết giáo chúng tam hương giáo bắt được để chế tạo thù hận mà thôi Hắn giải thích, chúng ta vài ngày thời gian đã bắt hơn một ngàn người của bọn hắn, đường chủ, hương chủ cũng bắt hơn mười người. Có thể nói đầu mục cùng trung tâm của bọn họ ở Hải Châu đã bị chúng ta hủy diệt rồi. Ta nghĩ người trốn trong bóng tối của bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều, khẳng định cũng không có năng lực uy hiếp đến đô đốc đại nhân ngài. Vương Lăng Vân dừng một chút, lại nói, một lần này chúng ta bắt được trừ một bộ phận giáo đồ trung tâm, đại đa số đều là giáo chúng ngoại vi cùng dân chúng bị mê hoặc những người này trừ lưu dân còn có không ít dân chúng địa phương chúng ta nếu dưới cơn giận dữ mang những người này giết chết toàn bộ vậy người thân con cái của bọn họ chắc chắn cũng sẽ thù hận chúng ta người thân con cái của mấy ngàn người này cộng lại sợ là có hơn vạn người tam hương giáo đến lúc đó lại mê hoặc vậy tam hương giáo lại có thể hấp thu hơn vạn giáo đồ cho nên chúng ta không thể mắc mưu hơn nữa chúng ta nếu giết chóc khắp nơi trên thực tế cũng là trị phần ngọn không trị phần gốc bởi vì giết một cái tam hương giáo nói không chừng nơi khác lại có thể toát ra một cái hơn nữa người tam hương giáo ở các ngành sản xuất cao tầng tuy mê hoặc lòng người ham hưởng lạc nhưng giáo chúng tầng dưới chóc ngày thường cũng là giúp mọi người làm điều tốt vui vẻ đi giúp người khác cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý bọn họ chỉ là thù ghét quan phủ mà thôi dứt bỏ thân phận bọn họ là giáo chúng tam hương giáo mà nói, dân chúng trên thực tế rất có hảo cảm đối với bọn họ. Chúng ta nếu giết hết những người này, dân chúng sẽ đồng tình bọn họ, thù hận tả kỵ quân chúng ta. Ánh mắt Trương Vân xuyên hướng về phía Vương Lăng Vân, vậy ngươi cảm thấy các giáo chúng tam hương giáo bị bắt kia nên xử trí như thế nào? Để bọn họ vào thuộc tội doanh, để bọn họ đi làm khổ dịch, chuộc tội. Trương Vân xuyên nhíu mày, hắn lo lắng nói, nhân vật trung tâm trong những người này đã bị tam hương giáo trút thuốc mê giờ tiến vào thuộc tội doanh làm khổ lực ta sợ là không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ vương lăng vân cười nói chúng ta không phải bắt một tên đường chủ tam hương giáo lưu ngọ dương sao tiểu tử này tham sống sợ chết vẫn luôn cầu xin tha thứ chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông có thể khiến lưu ngọ dương cống hiến cho chúng ta hắn không phải có thể cứu sống người chết sao Vậy chúng ta bảo hắn tiếp tục diễn trò, để hắn không thể cứu sống người chết, trước mặt mọi người hoàn toàn vạch trần trò mê hoặc lòng người đó của Tam Hương Giáo. Hoặc là nghĩ cách làm thối Tam Hương Giáo, phá hỏng danh tiếng của bọn hắn. Danh tiếng Tam Hương Giáo thối rồi, vậy tự nhiên cũng không có ai đi theo nữa. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cười ha ha. Lão Vương, ta thấy ngươi đây là đầy mình ý nghĩ xấu. Trương Vân Xuyên vỗ đùi, lập tức quyết định nói, cứ làm như vậy, mang người bắt được đều đưa vào thuộc tội doanh để lưu ngọ dương làm cái thủ thuật che mắt làm thối tam hương giáo ta muốn để các giáo chúng bị tẩy não kia biết bọn họ là bị lừa rồi đồng thời biện pháp này còn có thể tiến hành ở nơi khác trương vân suy nghĩ một chút sau đó nói bảo bọn lưu ngọ dương các giáo đồ tam hương giáo đầu nhập kia đi các nơi làm một ít chuyện xấu để phá hỏng danh tiếng của tam hương giáo chỉ cần danh tiếng tam hương giáo hỏng rồi mỗi người tránh né, vậy bọn hắn còn muốn chiêu mộ giáo chúng mới liền không dễ dàng. Hai ngày sau, ngoài cửa đông huyện Lâm Chương cử hành chém đầu thị chúng. Tam hương giáo đường chủ, hương chủ. Một đám nòng cốt hơn trăm người, ở dưới tả kỵ quân mặt giáp cầm đao áp tải, đã đến cửa đông. Vì đạt tới một hiệu quả chấn nhiếp, dân chúng huyện Lâm Chương, lưu dân quan châu tiết độ phủ cùng với tướng sĩ tả kỵ quân hơn vạn người xem hình. Ngoài ra, hơn một ngàn giáo chúng tam hương giáo bị bắt cũng đều ở hàng ngũ xem hình. Đối mặt đao phủ cầm quỷ đầu đao kia, rất nhiều giáo chúng tam hương giáo bị dọa run rẩy cả người. Tam hương giáo chủ, chính là thiên thần hạ phàm. Ở trên đài hành hình, một đường chủ tam hương giáo nhìn tả kỵ quân chung quanh mặc áo giáp, cầm binh khí, hắn còn đang ý đồ mê hoặc lòng người. Đệ tử tam hương giáo nghe lệnh, giết tham quan ô lại, lật đổ triều đình, thành lập tam hương thần triều thọ ngang trời đất. Đường chủ này ở trên đài hành hình hô to gọi nhỏ, các giáo đồ kia chung quanh hắn cũng đều lần lượt lãm nhảm hò hét. Vũ thần nghe lệnh, mau mau dùng nước dìm thất quân. Lôi thần nghe lệnh, giáng xuống lôi phạt. Nhìn một đám người tam hương giáo trên đài hành hình giống như thần tiên nhập vào, đám người xem hành hình đều sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều người hai chân như nhũng ra. Bọn họ tự nhiên từng nghe nói rất nhiều truyền thuyết về tam hương giáo. Bây giờ nhìn thấy nhiều thần tiên như vậy hàng lâm nhập vào, rất nhiều dân chúng không biết thật giả lập tức bị dọa. Rất nhiều binh sĩ tả kỵ quân cũng đều sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút sợ hãi. Dù sao thời buổi này chuyện thần tiên quỷ quái rất nhiều, bọn họ thà rằng tin có, không thể tin không có. Ở dưới một đám nòng cốt tam hương giáo mê hoặc, đám người xem hành hình có chút sao động. Đặc biệt các giáo chúng đã bị bắt kia, càng là từng người đôi mắt tỏa sáng, lộ ra biểu cảm cuồng nhiệt. Ở trên thành lâu, Trương Vân Xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này an vị ở trên ghế, có thể trên cao nhìn xuống xem bọn họ biểu diễn. Bọn hắn còn có trò gì không? Trương Vân Xuyên thấy bọn họ hò hét một lúc, quay đầu hỏi một người trung niên quỳ ở trên mặt đất. Người trung niên này là Lưu Ngọ Dương một đường chủ tam hương giáo. Hắn ở trong tam hương giáo coi như cao tầng. Trương Vân Xuyên sở dĩ chưa giết hắn, đó là bởi vì người này quá sợ chết rồi. Chỉ cứ điểm bí mật tam hương giáo hắn cung khai ra đã có hơn 20 cái, cao tầng khai ra đã có hơn 10 người. Trương Vân Xuyên thấy hắn biết điều như thế, tha cho hắn một mạng. Giờ phút này Lưu Ngọ Dương cúi đầu, vẻ mặt đầy cung kính. Hồi bẩm đô đốc đại nhân, tam hương giáo chúng ta chỉ những trò giả thần giả quỷ này, không có gì khác. Trương Vân Xuyên chỉ chỉ Lưu Ngọ Dương, nói, vậy ngươi đi, làm phép. Vâng. Lưu Ngọ Dương sau khi lên tiếng, đứng lên, đi tới phía sau. Một lát sau, Lưu Ngọ Dương tay cầm phất trần, dáng trâu giả, một bộ dáng tiên phong đạo cốt từ trong đám người chui ra. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung phất trần, hơn 10 binh sĩ tả kỵ quân đứng ở bên kia duy trì trật tự liền đồng loạt ngã trên mặt đất. Giống như là hắn sử dụng thần lực để ngã binh sĩ tả kỵ quân. Yêu nhân cỡ nào, dám xông vào pháp trường. Lúc này, chỉ thấy đô úy triệu lập sơn rút đao ra, lớn tiếng gầm lên. Người đâu, bắt cho ta. Vâng. Trên pháp trường đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến mọi người đều sửng sốt. Một đám giáo chúng tam hương giáo trên đài hành hình càng vẽ mặt nghi hoặc. Bọn họ biết mình là giả thần giả quỷ, hù dọa người, sao còn toát ra một thần tiên thật sự, mấy chục binh sĩ lao về phía Lưu Ngọ Dương. Lưu Ngọ Dương vung phất trần, quát to một tiếng, định. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, mấy chục binh sĩ khí thế hùng hổ kia lập tức cố định tại chỗ. Ta, ta sao không nhấc nổi chân? Ngươi, ngươi sử dụng yêu pháp gì? Các binh sĩ đứng ở tại chỗ bất động, điều này làm mọi người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chẳng lẽ là thần tiên làm phép trong truyền thuyết, thần tiên, thần tiên. Bái kiến tiên nhân. Rất nhiều dân chúng ở gần càng bị dọa quỳ xuống, trên khuôn mặt tràn đầy cung kính đô ý triệu lập sơn thấy thế cũng như bị hù dọa ngươi ngươi là người phương nào lưu ngọ dương mỉm cười nói vị tướng quân này đừng kinh hoảng ta chính là một đạo nhân dưới trướng thiên đế người ta gọi là vân trung tiên đô ý triệu lập sơn lập tức chắp tay thì ra là vân trung tiên nhân không biết tiên nhân lần này đến chúng ta nơi này vì chuyện gì lưu ngọ dương chỉ chỉ các giáo chúng tam hương giáo trên đài nói ta đi ngang qua nơi này thấy các ngươi muốn chém giết yêu nhân, đặc biệt đến giúp đỡ. Những yêu nhân này đã bị tà mị nhập vào, nhất định là đau thương khó nhập. Lưu Ngọ Dương nói, đợi ta phá yêu pháp của bọn hắn, các ngươi liền có thể chém giết. Nghe được vân trung tiên pháp lực vô biên này lại là vì bài trừ yêu pháp của đám người tam hương giáo, dân chúng đều vẻ mặt cổ quái. Chẳng lẽ tam hương giáo thật sự giống như lời đồn, là yêu nhân, phải biết rằng, mấy ngày qua có rất nhiều tin tức âm thầm truyền lưu nói tam hương giáo chính là một tà ma ngoại đạo sáng lập âm thầm mê hoặc lòng người trên thực tế là bắt đồng nam đồng nữ đi cắn nuốt nhưng cũng có người nói tam hương giáo là tốt các loại tin tức bay đầy trời dân chúng khó có thể phán đoán bây giờ thế mà có tiên nhân ra mặt điều này làm ánh mắt dân chúng nhìn về phía tam hương giáo cũng khác hẳn đám đầu một nòng cốt tam hương giáo trên đài hành hình giờ phút này vẽ mặt đầy ngây dại. bọn họ có yêu pháp đau thương bất nhập, bọn họ sao lại không biết? thì ra tiên nhân là vì giúp chúng ta mà đến, mới vừa rồi đã đắc tội nhiều. đô úy triệu lập sơn nói, còn xin tiên nhân bao dung nhiều hơn. không sao. chỉ thấy lưu ngọ dương lại vung tay lên, các binh sĩ bị định thân kia đột nhiên lại có thể cử động rồi. một màn thần kỳ này. Càng khiến dân chúng bội phục sát đất đối với hắn, cảm thấy tiên nhân này quá lợi hại rồi. Tránh ra, tránh ra, tiên nhân muốn làm phép phá pháp thuật của yêu nhân. Đô úy Triệu Lập Bân thấy thế, lập tức lớn tiếng la lên. Các binh sĩ kia cũng đều cố ý muốn để dân chúng lui về phía sau. Các binh sĩ càng là như thế, dân chúng càng ai cũng kiển chân, duỗi cổ muốn xem tiên nhân làm phép. Chỉ chốc lát sau, một con chó mực một con gà trống to bị dẫn tới. Tiên nhân lưu ngọ dương trước mặt mọi người giết chó mực, giết gà trống. Máu tươi bọn chúng trộn vào trong bát, có ghi không ít phù triện, lập tức thiêu hủy, đặt vào trong máu. Chỉ thấy hắn vòng quanh đài hành hình, trong miệng lẩm bẩm nói lời lẽ mơ hồ không rõ, thỉnh thoảng lạnh lùng quát một tiếng. Chung quanh tràn đầy yên tĩnh, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Làm bộ tới nửa canh giờ, Lưu Ngọ Dương lúc này mới lên đài hành hình, mang hỗn hợp máu tươi cùng cho tàn lá bùa lần lượt chấm ở trên trán giáo chúng tam hương giáo. Yêu Pháp đã phá. Lưu Ngọ Dương sau khi xuống đài, gật gật đầu đối với Đô Ý Triệu Lập Sơn. Nghe lệnh, chém đầu thị chúng. Đô Ý Triệu Lập Sơn lập tức hạ lệnh xử trảm. Các đao phủ dơ lên quỷ đầu đao trong tay, tháo xuống lệnh bài gỗ phía sau tội phạm tam hương giáo, ném nó xuống đất. Chém. Ra lệnh một tiếng, quỷ đầu đao sắc bén hạ xuống. Chỉ trong tích tắc, đầu người lăn lông lốc. a à, Thấy một màn như vậy, trong đám người vây xem phát ra tiếng kinh hô. Giết rồi, thật sự giết rồi. Tiên nhân thật sự phá yêu pháp đau thương bất nhập của bọn họ. Xem ra tam hương giáo này đúng là yêu nhân sáng lập. Vẫn là thần tiên lợi hại nha. Trong đám người có người mở miệng hô lên. Mọi người đều tận mắt thấy một màn này, bọn họ nhất thời không có hảo cảm đối với tam hương giáo nữa bồ tiên nhân đâu mọi người rất nhanh đã phát hiện tiên nhân lợi hại vừa rồi xuất hiện không thấy nữa tiên nhân sau khi phá yêu pháp khẳng định đã đi cung tiễn tiên nhân có người quỳ xuống hướng về nơi xa dập đầu trong nháy mắt rầm rầm ngoài cửa đông cả đống người quỳ xuống từng người hô to cung tiễn tiên nhân rất nhanh sự tích huyện lâm chương xuất hiện tiên nhân đại chiến yêu nhân tam hương giáo liền nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền ra chuyện xưa rất nhanh đã diễn biến thành vô số phiên bản dù sao đều là bất lợi cho tam hương giáo cùng lúc đó nhiều địa phương ở cảnh nội hải châu đều đã xảy ra một ít chuyện cổ quái ví dụ như có tiều phu vào núi lấy củi phát hiện một chỗ hang núi nhốt mấy chục đồng nam đồng nữ người tam hương giáo ở trong đó làm phép về sau quan phủ kịp thời chạy tới phá hủy một chỗ cứ điểm tam hương giáo này, cứu vớt đồng nam đồng nữ. Lại có một nơi có người đánh cá ở lúc đánh cá, phát hiện trong bụng một con cá lớn có dấu vải trắng viết chữ. Trên vải trắng viết tam hương hàng thế, sinh linh đồ tháng, thần tử vân xuyên, cứu vớt thương sinh các chữ. Từng chuyện xưa truyền vô cùng kỳ diệu, trong lúc nhất thời tam hương giáo nghiễm nhiên trở thành một tổ chức gây hại thương sinh, ai cũng tránh còn không kịp. Ngược lại trương vân xuyên của đông nam nghĩa quân, thì được giải thích trở thành con của thần tiên cứu vớt thiên hạ thương sinh. Ngoài thành Hải Châu, trấn liễu thụ, mấy gã hỏa đầu binh nâng thùng gỗ lớn đựng cháo loãng đi tới trong doanh địa tả kỵ quân kiêu kỵ doanh. Ăn cơm, ăn cơm. Hỏa đầu binh gõ thùng gỗ, lớn tiếng hò hét. Các binh sĩ kiêu kỵ doanh ở trong doanh địa nghe vậy, lập tức cầm bát cơm của mình, từ các nơi lều trại chui ra, đi về phía hỏa đầu binh. Đến đến đến, xếp hàng, đừng con mẹ nó chen chút. Một quan quân đứng ở bên cạnh thùng gỗ, lớn tiếng quát binh sĩ kêu kỵ doanh. Sao lại là cháo loãng? Khi nhìn thấy cháo loãng trong thùng gỗ, một binh sĩ kêu kỵ doanh phát ra than thở bất mãn. Sao, ăn cháo loãng còn ủy khuất ngươi à? Quan quân đứng ở bên thùng gỗ tức giận nói, nhanh chóng, lấy cơm xong thì tránh ra, đừng cản người phía sau lấy cơm quan quân này vốn là xuất thân thân vệ của phó tướng tả kỵ quân ngụy vũ mấy ngày trước ngụy vũ đột nhiên ra tay sau khi khống chế kiêu kỵ doanh hắn mang tần quan quân của kiêu kỵ doanh hoàn toàn thanh tẩy một lần mang thân tính của mình xếp vào đảm nhiệm các cấp quan quân chỉ là những người này chưa từng làm quan quân cũng không hiểu cầm quân như thế nào hôm nay nhảy vọt trở thành quan quân dựa vào sau lưng có ngụy vũ vị phó tướng này căn bản sẽ không để vào mắt binh sĩ tầng dưới chót cho nên có chút kiêu căng ngang ngược tuy ngụy vũ dặn dò bọn họ nhất định phải làm tốt quan hệ với binh sĩ phải học biết lung lạc lòng người nhưng những người này căn bản sẽ không nghe vào ở trong mắt bọn họ bọn họ là quan người làm lính phải nịnh bợ bọn họ muốn bọn họ đi lung lạc binh lính vậy hắn chức quan này không phải làm ủng sao trước kia mỗi ngày đều có thể ăn hai bữa loãng một bữa khô bây giờ một ngày chỉ có hai bữa không nói còn đều là cháo loãng ngươi muốn lão tử chết đói a à? quan quân kia trừng mắt nhìn binh sĩ này một cái nhất thời nổi nóng hôm trước không phải đã nói cho ngươi bây giờ phản tướng chu hùng phong tỏa hết đường rồi lương thực không vận chuyển vào được có ăn đã không tệ rồi còn kén cá chọn canh binh sĩ kia lại không để yên cái gì lương thực không vào được ta thấy là bị các ngươi lũ chó này tham ô rồi nhỉ quan quân nghe vậy lập tức túm áo binh sĩ này hắn cả giận nói Tiểu tử, ngươi đừng có gây sự nha. Xem đi, đỏ mắt rồi, lương thực khẳng định bị các ngươi tham ô. Trước kia lúc còn từ giáo úy đại nhân, chúng ta đều có thể ăn no. Binh sĩ này vừa cổ động, binh sĩ chung quanh mấy ngày qua vốn đã tâm tình áp lực, có sự bất mãn. Dù sao thủ trưởng bọn họ quen thuộc cùng tôn kính đều bị kéo ra ngoài chém rồi. Những tên mới tới này lại vênh váo tự đắc, làm bọn họ rất khó chịu. Bọn họ mồm năm miệng 10 mở miệng hòa theo, phát tiết cảm xúc bất mãn trong lòng. Như thế nào, các ngươi muốn tạo phản hả? Thấy các binh sĩ này nói xấu bọn họ tham ô, các quan quân được phái tới này đều rất tức giận. Ngươi cho rằng lão tử không dám hả? Binh sĩ kia trực tiếp đẩy ra quan quân, rút đao ra. Con mẹ nó, Ngụy Vũ cùng Tôn Chí hổ bọn hắn ngày nào cũng ăn no uống say, còn có đám đàn bà hầu hạ, chúng ta mỗi ngày cơm cũng ăn không đủ no, cái này tính là chuyện gì? Binh sĩ này lớn tiếng nói, các huynh đệ, phản rồi. Phản rồi, phản rồi. Binh sĩ này vừa hô lên, chung quanh nhất thời rất nhiều người phụ họa. Các ngươi đừng có làm bậy. Tạo phản là phải rơi đầu. Quan quân thân tín ngụy vũ phái tới thế thế, trên mặt hiện lên một mảng bối rối, lập tức quát mắng mọi người. Lão tử bò ra từ trong đống người chết, đã sớm sống đủ rồi. Binh sĩ này tức giận mắng một tiếng, vung đao chém về phía quan quân kia. Quan quân đó bị dọa sợ mất vía, vừa lăn vừa bò hướng về nơi xa bỏ chạy. Kiêu kỵ doanh phản rồi, kiêu kỵ doanh phản rồi. Các huynh đệ, giết, đừng để tên chó chạy. Ở dưới người hữu tâm cổ động, một ít binh sĩ kiêu kỵ doanh cầm đao đuổi theo. Giết cẩu quan nha. Giết phó tướng ngụy vũ chó chết, đoạt lấy đàn bà của hắn chúng ta chơi đùa một chút. Ban đầu các binh sĩ chỉ là phát tiết sự bất mãn trong lòng. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, khẩu hiệu của bọn họ cũng đang xảy ra biến hóa, trở nên bắt đầu thù hận quan phủ, thù hận quan viên. Bởi vì những kẻ dẫn đầu gây sự này đều là người Tam Hương giáo thẩm thấu vào Tả Kỵ quân. Bọn họ ở bên này lực lượng không mạnh, không dám trực tiếp khởi sự. Một khi bọn họ công khai khởi sự vậy nhất định sẽ gặp các bên chèn ép thanh trừ. Mục đích ban đầu là âm thầm gây sự, để kim tự doanh dưới trướng Chu Hùng, thủy tự doanh của Trịnh Trung đánh với đám người kiêu kỵ doanh, phó tướng Ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.